Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn triển khai bản vẽ nhà 2D lên 3D trên cái file AutoCAD 2013. Trên hình mẫu của mình, các bạn sẽ triển khai một cái căn hộ chung cư có bề dài, bề rộng và có một cái cửa ở đây 1m2, cao 2m. Ở phía bên trong, các bạn thấy đây là một cái cửa đi vào cái phòng ngủ, đây là một cái cửa đi vào phòng ngủ và đây là một cái cửa đi vào cái toilet. Trong này có một cái cửa đi vào toilet. Phía đằng này, D1, đây sẽ có cái cửa sổ kích thước từ đây tới đây là 2m, từ đây tới đây là 1m6, sẽ có 4 cánh, vậy là một cánh sẽ là 500. Cửa này là cái cửa các bạn kéo. Phía chỗ hai cái nhà vệ sinh, mình sẽ có hai cái cửa lật ở đây. Cửa lật kích thước là 500x500, một cánh. Đây một cái nữa, sử dụng cái toilet này. Cái này sử dụng cái toilet này. Ôi, các bạn có thể nhìn sơ qua cái hình bố trí của mình ở đây. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn dựng cái khung tổng thể lên. Nếu được, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bố trí nội thất trong cái căn phòng này, vẽ bàn, vẽ ghế, rồi bình bông, rồi gắn cô gái, rồi gắn bức tranh, ánh sáng. Đó. Rồi, trước hết hôm nay mình sẽ làm cái bài này. Để làm được cái bài này, các bạn phải có một cái file CAD 2D đã vẽ. Phần file CAD 2D hôm trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng rồi. Rồi, đây. Mình đã vẽ sẵn một cái bản vẽ 2D kích thước 7m rưỡi và 9m rưỡi. Đầu tiên, lấy các cái laser tường ra. Chúng ta copy cái laser tường ra, chuyển nó sang hướng tây nam, F kép. Rồi, đứng ở trên laser tường, đầu tiên các bạn vẽ tường xong phải đảm bảo tường các bạn vẽ thật đúng và chính xác, tại các cái đầu nối vẽ đóng kín hết nó lại, vì khi mình vẽ nó là những cái bức tường rời rạc nhau như thế này. Các bạn sử dụng cái lệnh Join G Enter, các bạn quét chọn hết nó để cho nó hợp lại thành những cái đường polyline. Các bạn để ý thấy dính thành đường polyline. Rồi, bây giờ mình sẽ dựng đứng nó lên theo chiều cao của bức tường từ đây cao lên tới đây là mình quy ước nó bằng 3m rưỡi. Cái này tùy theo các bạn thiết kế, các bạn có thể vẽ cao hơn hoặc thấp hơn. Rồi, sử dụng lệnh Extrude AXT, các bạn quét chọn hết toàn bộ nó, các bạn nhập chiều cao vào 3500. Rồi, mình có một dàn bức tường cao 3m rưỡi. Nào, tiếp theo mình vẽ cái sàn phía bên dưới cho nó. Đây, cái sàn chính là cái phần sàn này. Hôm nay tôi sử dụng cho các bạn 3D thôi. Bữa sau nếu được tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn gắn vật liệu vô, gắn gỗ rồi gắn mút rồi các cái vật liệu tranh cho tường. Sử dụng lệnh bóc BOX, bấm vào cái bóc, xéo từ góc dưới sang góc trên. Ở đây cái sàn nó đi xuống, mình sẽ nhập chiều cao trừ 200. Cho nên mình quy ước cái sàn của mình là cao 200. Mình đã vẽ xong được cái sàn. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ vẽ cái cửa đi. Cửa đi của mình ở đây. Từ đây tới đây và cao lên tới đây nè, 2m. Từ đây tới đây nè, 1m2. Cửa có hai cánh và mở một góc 90 độ như thế này. Thì các bạn để ý trên này, chuyển sang chế độ khung dây, chuyển sang laser chưa, cửa đồng thời mở khóa ra. Đây, cửa đây là 1m2. Mình quy ước cái cửa của mình là bằng gỗ khung cửa B
bề dày của cánh cửa sẽ bằng 50. Tất nhiên tùy theo mỗi loại vật liệu làm cửa, có thể là cửa sắt, cửa thép thì nó sẽ mỏng hơn khoảng chừng 20 hoặc 30 phân. Bellex, mình vẽ một cái bóc từ đây qua tới đây đúng bằng 50, cao lên 2 mét, có một cánh cửa cao 2 mét. Rồi cánh cửa của mình mở một góc 90 độ, mình nhấn RO. Trong phần này mình chỉ cần RO, không cần RO, không cần Rotate 3D, là mình mở một cánh cửa 90 độ ở đây. Lưu ý cái điểm mà các bạn chọn góc xoay phải đúng cái vị trí của đặt của các bạn lề, tùy theo cửa mở ra ngoài hay là mở ra ngoài này hoặc mở vào trong này. Ở đây cửa mở vào trong, vị trí bạn lề sẽ đặt ở chỗ này. Rồi mình copy ra, điểm vào. Rồi mình có được hai cánh cửa ở chỗ này. Tiếp theo CO mình copy cái cửa này đặt vào bên trong, đưa vào đây. Rồi RO mình xoay cái cửa này lại. Đó, cho cửa kia là 600, ở đây là 700, mình bấm chọn vào cái khối cánh cửa ở đây. Nó có một cái biểu tượng hình tam giác, mình nắm biểu tượng hình tam giác, mình kéo ra tới đây, bắt ở bất kỳ một vị trí nào trên cái vị trí này. Đó, mình sẽ đưa một cái cánh cửa ở đây là 700, vẫn cao bằng 2 mét, cửa mình quy ước bằng nhau. Tiếp theo copy ra, mình copy một cánh từ đây sang bên đây, mình có một cái cánh cửa nữa. Cái cửa bên này nó là 800, cũng tương tự như thế, nắm kéo mở rộng nó ra, mình sẽ được 800. Ở phía bên này mình copy một cánh đằng này tới, bắt vào vị trí này, đặt đúng vị trí bản lề của nó. Rồi cửa ở đây cũng 600, mình kéo thành 700. Tương tự như thế, mình sẽ copy ra đây một cánh cửa nữa. Rồi mình có hai cánh cửa, 1, 2, 3, 4 cánh cửa phía bên trong. Cánh cửa phía bên trong này các bạn để ý thấy từ đây nó mở vào đây một góc 45 độ. Tất nhiên là cái này là do mình quy ước, mình vẽ để cho nó dễ nhìn. Các bạn có thể mở một góc 30 độ hoặc 60 độ tùy các bạn. Sử dụng lệnh RO xoay, bắt điểm vào ngay vị trí bản lề ở đây, góc xoay bằng 45 độ theo ngược chiều kim đồng hồ, góc quay sẽ dương. Được không nào? Rồi tiếp theo RO xoay tiếp, góc này là trừ 45, cánh cửa bên này trừ 45, cánh cửa bên này là 45. Rồi mình đã vẽ xong 4 cánh cửa phía bên trong, 4 cánh cửa phía bên trong và 2 cánh cửa đằng trước đây. Tiếp theo mình vẽ tới cái cửa sổ của mình đây. Từ đây tới đây là 2 mét, từ đây tới đây là 1m6. Các bạn vẽ một cánh từ đây tới đây bằng 500, sau đó mình copy ra. Lưu ý cái cửa thì nó có phần bên ngoài, phần khung gỗ đây, mình quy ước nó bằng 50 vuông hết. Và phía bên trong này, đây chính là cái phần gương. Do đây mình chưa có gắn vật liệu, và sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn gắn vật liệu. Ở đây mình chưa gắn vật liệu cho nên mình sẽ để cho nó một cái màu khác để cho nó phân biệt ra. Vẽ cái cửa sổ ở đây, các bạn nhấn REC, các bạn vẽ dùm tôi một cái hình chữ nhật có kích thước bằng 500 phẩy 1m6, cửa cao bằng 1m6. O, enter, sử dụng lệnh offset vào 50, bề dày của cái cánh cửa, cái khung cửa. Sử dụng lệnh xchút lên bằng 50. Rồi được hai miếng bên trong bên ngoài. Sau đó sử dụng lệnh xchút nó đi, xchút nó lên được một cái khung cửa. Rồi
để vẽ được một cái bề mặt kính phía bên trong. Các bạn nghiêng nghiêng cái cánh cửa đi để mình tìm thấy được bốn vị trí, 1 này, 2, 3, 4 vị trí là mình sẽ vẽ bắt điểm cho cái kính vô. Đây, cái kính phía bên trong này. Lệnh vẽ kính là mình sử dụng cái lệnh vẽ một cái bề mặt, sử dụng lệnh 3D phase. Bắt vào các vị trí trung điểm. Mình được một cái mặt kính, để cho nó dễ phân biệt các bạn có thể đổi cho nó một cái màu khác. Đó này, đây là một cái màu kính. Tất nhiên khi mà mình gắn vật liệu ra thì nó sẽ thành cái mặt kính như thế này, nó sẽ nhìn xuyên vào phía bên trong được. B, Enter, chúng mình tạo cho nó một cái block. Gọi là cửa sổ. Ok. Mình có một cái cửa sổ ở đây. Sử dụng lệnh Rotate 3D. Các bạn xoay cái cửa 90 độ cho đứng lên, M, Enter di chuyển nó đặt vào. Cửa kính mình sẽ đặt ở phía bên ngoài cái khung này. Tất nhiên vẽ kỹ hơn phần bên trong này, mình sẽ vẽ một cái khung sắt bảo vệ phía bên trong này. Co copy ra, mình sẽ copy ra bốn cánh cửa. Cánh cửa này mình sẽ quy ước đặt từ đây tới đây, cao là 1 mét so với mặt đất, so với cái sàn nhà này. Co copy ra, sang bên đây được một cửa nữa, copy sang phía bên này. Ro và xoay một góc 90 độ, M, Enter di chuyển nó đặt vào. Copy ra. Rồi, sau đó sử dụng lệnh M, Enter quét chọn hết toàn bộ các cái cửa sổ mình vừa vẽ xong. Di chuyển thẳng đứng lên theo chiều của cái trục Z là bằng 1 mét. Rồi, mình có được một cái dàn cửa đi và cửa sổ đã vẽ xong. Tiếp theo, bây giờ tới cái cửa lật. Đây là cái cửa lật. Vị trí cái cửa lật này ở phía trong toilet. Nó cách sàn từ đây lên tới đây bằng 2 mét. Rồi, mình sẽ vẽ một cái cửa lật cũng giống tương tự như cái cửa sổ. REC, các bạn sẽ vẽ dùng một cái hình chữ nhật, hình vuông 500,500. Enter offset vào bên trong 150, giống tương tự cửa sổ. EXT, sử dụng lệnh X chút kéo lên 50, bề dày của cái cửa lật. Rồi, sử dụng lệnh sút, SU sút đi. Tiếp theo vẽ tới cái mặt kính. Các bạn có thể nghiêng cho nó dễ bắt điểm. Cũng sử dụng lệnh 3D phase. Rồi, mình vẽ được một cái mặt kính phía bên trong. Các bạn để ý cái mặt kính chỉ là một cái bề mặt thôi. Thế nào? Nó gắn giữa cái khung cửa sổ. Và thực tế chúng ta gắn thế nào thì ở đây chúng ta cũng gắn như thế. Tiếp theo tạo cho nó một cái block B. Cửa lật. Ok. Các bạn cũng copy thành hai cái. Rotate 3D cho đứng lên. M, Enter di chuyển đặt vào vị trí này. C,
CO mình copy một cái nữa. Ở đây có một cái cửa lật nữa. RO sai một góc 90 độ. M enter di chuyển cao đứng lên. Cửa lật ở đây sẽ là cao cách sàn 2m và lật một góc 45 độ. Hai mét đặt. Các bạn đã vẽ xong cửa sổ, cửa đi, cửa lật. M enter, các bạn di chuyển hết toàn bộ các cái cánh cửa mình vừa vẽ xong. Tất nhiên phần chọn này sẽ có nhiều cách để chọn, các bạn sẽ có những cách để chọn nhanh được tất cả những cái vị trí cửa này. Ở đây tôi không tiện chọn, các bạn quan tâm các bạn có thể ghé vô trung tâm tin học, đặt vào vị trí này. Rồi mình đã được toàn bộ các cái vị trí cửa đi. Đây hai cánh cửa đi trong này, các bạn để ý thế đây là có cái cửa vào trong phòng ngủ, cửa vào trong phòng ngủ, cửa vào nhà vệ sinh. Ở đây cửa vào nhà vệ sinh ở phía trước này, các bạn để ý đây là cái cửa sổ, ở đây là cái cửa lật. Đó, đây là cái cửa lật phía đằng này. Các bạn sẽ có hai cái cửa sổ. Rồi mình đã vẽ cửa xong. Khi mình vẽ xong, mình lắp cửa vô, mình thấy các cái vị trí khoảng không, chỗ này còn trống, khoảng này còn trống, khoảng này còn trống, giống như phía bên đây. Các bạn để ý thấy người ta đã nối liền hết cái phần tường nó lại, nối liền phần tường lại, nối liền phần tường đây, phần tường đây. Rồi cái phần này cực kỳ đơn giản, các bạn sử dụng một cái lệnh bóc, các bạn vẽ lên và nối lại là xong. Chuyển sang chế độ khung dây, chuyển sang laser tường. Các bạn có thể tắt cái laser sàn đi. Vẽ xong mình sẽ mở nó lên. BX, các bạn vẽ một cái lệnh bóc xéo góc từ bên này sang bên này, nối lên bằng cái chiều cao của cái cửa. Mình thấy không nào? Rồi vẽ hết như thế cho các vị trí còn lại. Phía bên trong có một số cái cánh cửa phía bên trong nữa. Đó, cũng tương tự như thế. Đàn vẽ các bạn nối lại. Rồi mình đã đóng kín hết toàn bộ các cái vị trí tường, cả cái cửa sổ mình vừa vẽ xong. Khi mình vẽ thêm cái nét mới, mình thấy cái phần giao nhau giữa cái phần mới và phần tường cũ của mình vẽ nó xuất hiện những cái đường vân vân như thế này. Cái bài này khi hoàn thiện rồi người ta sẽ hết mất đi. Vậy thế cho nên mình sử dụng lệnh hợp để lại một duy nhất một laser tường. Các bạn tắt dùm tôi cái laser cửa đi,
Các bạn sử dụng lệnh UNI là lệnh hợp các đối tượng, quét chọn hết toàn bộ phần tường cũ và phần tường mới mình vừa vẽ xong. Rồi, bây giờ các bạn có thể để ý thấy rằng các cái phần tường này liền khối này với nhau. Rồi, lại mở cái phần cửa ra, phần sàn, phần cửa. Rồi, các bạn để ý thấy mình đã dựng xong cái phần khung của cái ngôi nhà. Phía bên trên này mình có thể vẽ cho nó một cái sàn. Mái. Bx. Đó, có thể vẽ 100 hoặc 200 tùy theo người thiết kế. Nào. Rồi, mình đã vẽ xong một cái ngôi nhà cơ bản, cái căn hộ chung cư cơ bản. Tiếp theo các bạn có thể lấy được một số cái hình mẫu như thế này. Các bạn sử dụng lệnh render. Tắt cái này dưới máy đi. Bạn có thể sử dụng lệnh render, các bạn render tạo được một cái bức hình này. Đây là kích thước của cái ảnh render ra 640x480. Thời gian render là 6 giây. Mình bấm file, mình save as vô. Ví dụ như lưu ngoài desktop. Ở đây đi. Một, sử dụng cái đuôi JPEG. Ok. Rồi mình ra ngoài mình kiểm tra cái file của mình. Đây. Đây là cái file mà mình vừa tạo lên xong. Rồi. Bài hôm nay mình sẽ tạm dừng tại đây. Nếu có thời gian tôi sẽ làm cho các bạn một cái nội thất của phía bên trong tòa nhà này. Các bạn có thể vẽ bàn, vẽ ghế, rồi gắn các bức tranh cô gái và sử dụng vật liệu của ánh sáng.